Đây là Việt Nam Down. Dù tao biết những thứ này không tốt, nhưng mà có làm sao tao vẫn đốt. Vì khi mọi chuyện không được như tao mong, đời không như mộng, cố gắng lắm cũng như không, thì giải pháp cuối cùng là yên bình. Thời gian một đêm dành trọn cho riêng mình, điệu nhạc sập sình, đít có đập bình. Vì cuộc sống là cực hình nên đôi lúc tao bực mình, muốn một lần chút đi những gánh nặng, tự do tung bay cùng với đôi cánh trắng, thả hồn trôi về nơi cảm xúc sâu lắng. Viết ra giấy trắng câu dài câu ngắn, muốn một lần hóa thành thiên thần, đến nơi thiên đường tìm thấy Chúa để mà cầu xin sự kiên cường. Nhưng nếu Chúa nói tự con nên giải quyết, thì từ đây về sau ngài chỉ là giả thuyết. Thăng trầm vinh nhục cuộc đời, có những kẻ may mắn mà được thời, còn thiếu may mắn thì tay trắng ở bất hạnh, cái đắng lặng nên rời cuộc chơi. Đồng tiền chán cơm manh áo, muốn có nhiều thì mày phải nói láo. Nhưng một lần nữa tao muốn là chính tao, sống đậm cho hôm nay ngày mai lại tính sau. Nhưng không còn sức lên đồng, thấp cổ bé hồng khổ trầm chất lòng. Mẹ nói đừng mơ chi xa, không chỉ chút và thất vọng thật không. Sao giờ vẫn ngồi lại trong phòng, lúc đầu lỡ tâm tham vọng thành công. Ai biết được bây giờ giống như nay, nói đời không như mộng, cố gắng như không. Ngày mai ra sao ta không cần biết, ta chỉ biết một điều bây giờ chính là thư giãn và quên đi hết những gì với tao không cần thiết. Cuộc đời đổi trắng tới đen, nãy buộc phải là những việc cần thiết, hoặc là chịu thiệt thôi. Ngồi kia sơ nổi như ta vẫn hận đời già dối rất đen, cho nên thôi khỏi. Khi từ nay tình cảm không có đi đâu, thì cho đợi em gái luôn chung về câu. Muốn dài lâu thì tiền đâu không tiền, thì mai sao ưu phiền làm tình mình xa nhau. Người em mà có biết được đâu, may mắn thì có xe hơi nhà lầu, còn phần cay đắng thì lang thang gần cầu. Nhưng hôm nay bao lại vì sao, sống cho hôm nay còn ngày mai ta tính sau. Mất ăn mất ngủ mày là bị điên, mày có quyền chọn lấy cho mày một cách riêng. Như số mày đỏ hay đen thì còn tùy vào duyên. Thánh giá đeo trên cổ lại Chúa, hay chắp tay quỳ gối Nam Mô, thì vẫn đéo có ai đưa tay mà giúp đỡ mỗi khi mày than khổ. Và vẫn phải xin lỗi như là tỷ phú hay là thợ hồ, làm sao sống vui cái suốt ngày sợ lỗ lại cho Nam Mô. Cả hai đều không phải là nơi mà có đặt niềm tin vô. Khi có rồi mới biết là ai mới thông minh, đôi khi cần xin lỗi mới biết thương bản thân mình. Bình tĩnh vì còn lâu mới tới bình minh, cứ sống ở đây nay chỉ ngày mai thì ngày mai tính.